như thế này hả mọi người? Đây nhờ thầy đây, táo này đi. Bạn nào mà có nay bụng, có bụng mỡ nhiều nha, thì các bạn uống cái táo cho ngon. Không phải là một hộp đầu tiên các bạn sẽ cảm nhận hiệu quả đâu, mà mình uống một hộp đầu tiên nó sẽ làm mềm cái mỡ của mình, nó vô cái bụng mình nó sẽ làm mềm cái mô mỡ trước nha, là mình sẽ đầu thải qua đường mình đi vệ sinh nha các bạn. Uống vào buổi tối đến sáng sẽ đi vệ sinh, và đi sẽ từ 1 đến 2 lần, 3 lần tùy cái lượng mỡ trong mình. Ví dụ như bạn nào mỡ dày mỡ nhiều thì các bạn sẽ đi nhiều, những người mà người ta nhỏ người ta không có mỡ nhiều đó, nên mỗi người sẽ đi khác nhau chứ không ai giống nhau. Bộ phim ăn vui các bạn ăn như thế nào nữa, ăn nhiều để đi nhiều, ăn ít để đi ít, nói vậy các bạn. Và khi mà các bạn dùng cái này là hết một hộp thì các bạn sẽ thấy cái bụng các bạn nó mềm lại nha. Rồi qua hộp thứ hai thì các bạn sẽ thấy cái bụng các bạn nhỏ lại, càng dùng lâu thì các bạn sẽ thấy cái này bụng của các bạn càng nhỏ đây hơn nè. Nhân dùng thật sự nha, mặc cái bộ đồ này á, những người nào mà có tí xíu mỡ thì nó sẽ lộn. Tại sao? Tại vì cái dạng này nó ôm sát vô người, và các bạn nhìn đi, nó không có tí mỡ, nó vô mà mới ăn xong hết mọi người đó. Và uống cái này nó không mệt, không mất ngủ, không buồn nôn, nói chung là nó không có cảm giác gì hết, chỉ có đi vệ sinh thôi. Nhìn cái hộp eo nó lên mọi người. Thứ tư của nó nhỏ nè, một gang tay các bạn thấy không, còn dư ra nè, nó xíu luôn là và để cái eo của mình á, ngăn kêu chung á, hai vợ chồng ngăn nó là để ông chung ổng để cái tay ngăn, ngăn để cái tay ngăn tới eo, người thấy cái rúng ngăn năm tay nằm cái tay ngăn nó luôn mới rút luôn. Còn ông chung á thì ổng cũng để tới, nhưng mà ổng lại đây nè, hai tay phải lấy hai tay, cái tay để đây, cái tay để đây thì mới tới mình rút luôn.